Tây Phương tình độ hữu liên khai. Tất giả tùng khô quê tứ lai, diễn thị quán khai, dị thử chân linh. Chân linh triệu thanh dòng hồn, mọi điều dặn kề thế nhật ta tiên thời lại phó hội tây phương tình độ sen vàng. Linh giả à, từ đây mở lối hòa nở to lòng, dòng hồn à, mừng à, thấy Phật à, muôn đời dòng à, linh từ đây không khỏi qua tỉnh quê triệu thành, dứt tâm phòng tỉnh kiềm thân triệu thành giọng lại lòng. Tam chỗ thành tâm bái thành, tam triệu chân hương phần hương thượng hương quyền hương tam chỗ kiên thiên tăng lễ tạ dòng linh phổ tăng tam bái. Bình thân giai quỳ hương hoa tính hương quê triều tỉnh Nam Mô nhất tâm mà thùng thành nhất định chân tâm bọn vô tư diệt vô lai tư đại quyển thần ký hữu tâm dị hữu tử em gì tam chỗ phục gì dòng tranh độ hiển linh tâm danh lão ông trương đệ nhất vị thần hồn hoàng sanh tăng mùi liên hưởng thọ cổ tập tế giang vô cảnh tế niên ngũ hoặc thập cố nhật thời mang trung từ giá kim hoặc tế nhật nhã lâm tập Bồ Tát Ma Tát cô gió ngô đồng già dịp lạc thời già thế thế chiêu thánh dòng hồn lại đáo đàn thiền thánh pháp chân tinh tô thời hội phật cô căn đất thành vô thượng đạo công đức
vô biên tâm vì lai. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Phật.
Nội ơi,
dân lễ mà tớ biệt. Bà con người phải gánh chịu kiếp khổ dân bay thành tam thanh dòng hồn di giác lâm thở tử hương qua vô cùng vườn dòng đánh thượng trà, hương linh giai âm liễu à,
quyết định chân ngôn. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Ta Già Đà Già Đà Điệt Già Ta chất dáng tay bờ điều diệu chẳng thể giải quái lạc bảo liên đại hiệp trường thế tôn tiền giờ lại chân thọ ký nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát tăng chỗ nam nữ nội ngoại tụ về chức án linh sàng khởi tân tạ vọng linh cụ ông tất tử bái.